Chị Huyền mến chào quý vị đang đến với bản tin tổng hợp tối ngày 9 tháng 9 trên kênh Sơ Vẻ TV. Bản tin ngày hôm nay có những nội dung chính sau đây. Ngày 8 tháng 9 vừa qua, Công an thành phố Thuận An, Bình Dương vừa bắt giữ Bùi Công Sơn, 35 tuổi, thường trú tại Bình Dương để điều tra về hành vi cướp giật tài sản của người tàn tật. Sơn là đối tượng đi xe máy cướp 160 tờ vé số của người tàn tật vào hôm ngày 21 tháng 8 trên đường 22/12 giao với quốc lộ 13 thuộc phường Thuận Giao, thành phố Thuận An, tỉnh Bình Dương. Sau hơn nửa tháng lẩn trốn, Sơn bị các trinh sát đội cảnh sát hình sự bắt giữ tại phường Tân Đông Hiệp, thành phố Dĩ An, Bình Dương. Bước đầu Sơn khai do không có việc làm, không có tiền tiêu xài nên cướp vé số bán lấy tiền. Nạn nhân bị cướp là ông Trịnh Văn Hiệp, 51 tuổi, ngụ ở phường Phú Lợi, thành phố Thủ Dầu Một, tỉnh Bình Dương. Theo ông Hiệp, trưa cùng ngày, ông đi bán vé số trên đường 22/12. Khi tới đèn đỏ gần ngã tư, thì một nam thanh niên hỏi mua vé số. Ông Hiệp vừa đưa xấp vé số để khách lựa, thì nam thanh niên lừa kêu đứng xích vào chỗ mát, rồi rồ ga bỏ chạy cùng xấp vé số. Được biết, ông Hiệp có hai người con đã lập gia đình. Ông Hiệp ở cùng vợ tại một nhà trọ trên địa bàn phường Hưng Định, thành phố Thuận An. Gần đây vợ bị bệnh tim nên không đi làm được. Số tiền ông Hiệp kiếm được từ bán vé số để chi tiêu cho cả nhà và chữa bệnh cho vợ. Ông Hiệp bị tật ở chân từ nhỏ và chống nạn đi lại khó khăn. Biết sự việc, nhiều người dân đã gom góp tiền giúp ông Hiệp có vốn để lấy vé số tiếp tục mưu sinh. Theo ghi nhận, gần đây địa bàn Thuận An, Dĩ An của Bình Dương thường xảy ra các vụ cướp giật tài sản trên đường phố. Các đối tượng manh động thừa cơ hội phụ nữ đi một mình đeo nữ trang sơ hở để cướp giật. Vì vậy, người dân cần nên cẩn thận hơn nhé. Tối ngày 8 tháng 9, nguồn tin từ Công an thành phố Hải Phòng cho biết, đơn vị phối hợp với các cơ quan liên quan vừa tống đạt các quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Ngô Văn Phát, sinh năm 1964, quê ở huyện Tiền Hải, tỉnh Thái Bình, về hành vi mua bán trái phép hóa đơn. Ông Phát được biết đến là một đại gia có tiếng trong lĩnh vực xăng dầu tại Việt Nam và sở hữu lâu đài hàng trăm tỷ ở Hải Phòng. Ông Phát cũng sở hữu biệt thự hàng trăm tỷ tại quê Thái Bình. Từ ngày 4 đến ngày 7 tháng 9, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủy Nguyên đã ra quyết định khởi tố vụ án về tội mua bán trái phép hóa đơn theo Điều 203 Bộ Luật Hình sự năm 2015. Ngoài Ngô Văn Phát, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủy Nguyên khởi tố thêm 6 bị can gồm Nguyễn Thị Loan, sinh năm 1989, Vũ Văn Bảy, Giám đốc Công ty Cổ phần Xăng dầu Phát, Trần Thị Hằng, sinh năm 1992, Nguyễn Thị Thúy, sinh năm 1978, Mai Thị Nhài, sinh năm 1994, Lương Văn Giao, sinh năm 1991, đều trú tại ở Hải Phòng. Hiện Công an thành phố Hải Phòng thông tin thêm, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Thủy Nguyên đang phối hợp với các đơn vị nghiệp vụ Công an thành phố Hải Phòng điều tra làm rõ và mở rộng vụ án. Mấy ngày qua, dư luận cả nước vô cùng phẫn nộ trước clip ghi lại cảnh mẹ già yếu bị con gái hành hạ, thậm chí hố rác đổ vào miệng, xúc phân đổ lên đầu ở xã Lâm Hòa, huyện Cần Đức, tỉnh Long An. Mới đây khi đám tang của cụ D vừa xong, bà Hoa đã lấy hết số tiền phúng điếu của mẹ mình và đi mất. Chính điều này đã gây bức xúc cho người thân trong gia đình, dẫn tới việc tung clip tố cáo hành vi này. Cũng theo nguồn tin này, bà Hoa là người mang nhiều nợ nần. Ngoài ra, theo những người hàng xóm cho biết, cụ D ở cùng con gái là bà Hoa và cháu ngoại tên T. Họ khẳng định gia đình này thường xuyên xảy ra mâu thuẫn, cự cãi, xô xát. Một người thân của gia đình cụ Đê cho biết, dù Hoa và con gái ở chung với cụ Đê, nhưng cả hai không thường xuyên ở nhà mà đi đi về về. Bà Hoa sống bên chồng, sáng bà chạy sang nhà mẹ nấu cơm, tắm rửa cho cụ, rồi bà mới sang chỗ chồng làm công nhân. Trong khi đó, không ai biết con gái của bà Hoa làm công việc gì. Người này cũng thường xuyên rời khỏi nhà, do đó bà Hoa là người thường xuyên phải một mình chăm sóc cho cụ Đê. Có lẽ vì vậy, gia đình xảy ra mâu thuẫn không đáng có. Cũng theo người cháu họ của cụ D, mâu thuẫn giữa các thành viên trong gia đình cụ D bắt đầu từ việc cụ sang tên ngôi nhà đang ở cho cháu ngoại. Cô sống khó khăn, phải tới lui chăm sóc mẹ bị bệnh, nhưng không được cụ chia tài sản khiến bà Hoa ức chế. Người này thường xuyên chửi bới, lớn tiếng quát nạt cụ D mỗi khi sang nhà chăm sóc mẹ già. Khi có đầy đủ chứng cứ, chiều ngày 8 tháng 9 vừa qua, Đại tá Phạm Thanh Tâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An cho biết, quyết định khởi tố bắt tạm giam bà Hoa đã được Viện Kiểm soát Nhân dân huyện Cần Đức phê chuẩn. Mới đây, dư luận xôn xao trước thông tin Bệnh viện Ung bướu Thành phố Hồ Chí Minh nhập lượng lớn thuốc Sinusit Q10, một loại thuốc phối hợp điều trị ung thư tim mạch, còn hạn sử dụng hơn 3 tháng vào tháng 2 năm 2020 để dùng bán và điều trị cho bệnh nhân.
Nhiều người đặt ra câu hỏi về việc nhập thuốc cận đát có đúng quy định và có đảm bảo an toàn cho sức khỏe của người bệnh hay không. Bác sĩ Lê Anh Tuấn, Phó Giám đốc Bệnh viện Ung bướu TP.HCM cho biết, nhà thuốc Bệnh viện Ung bướu có ký hợp đồng nguyên tắc với công ty cổ phần D-Lab Sài Gòn về việc mua thuốc Sinusic Q10. Trong những lần nhập thuốc này, hai bên đã tuân thủ các điều khoản trong hợp đồng. Nhưng đối với lần nhập thuốc vào ngày 24 tháng 2 năm 2020, do sơ suất bộ phận nhận thuốc chỉ ghi nhận hạn sử dụng thuốc là 3 tháng 6 năm 2020 và đã đồng ý nhận hàng khi thấy thuốc còn hạn sử dụng. Theo luật dược số 105/2016/QH13, thông qua ngày 6 tháng 4 năm 2016, tại điều khoản 31 điều 2 có quy định, hạn dùng của thuốc là thời gian sử dụng ấn định cho thuốc mà sau thời hạn này thuốc không được phép sử dụng. Như vậy, luật chỉ quy định về hạn dùng của thuốc, không có quy định thuốc gần hết hạn sử dụng hay thuốc cạn đát. Tuy nhiên, đối chiếu hợp đồng nguyên tắc 08/HPNT/2020/BIUV D-Lab ngày 4 tháng 7 năm 2019 và theo quy định chung của nhà thuốc bệnh viện, thì việc nhập thuốc này là không đúng theo hợp đồng. Sau sự cố với thuốc Sinusic Q10, bệnh viện đã cho toàn thể nhân viên nhà thuốc bệnh viện rút kinh nghiệm, nhắc nhở tuân thủ sát quy trình nhập thuốc. Sự việc cũng đã được bệnh viện báo cáo giải trình cho thanh tra Sở Y tế TP.HCM. Quý vị thân mến, vừa rồi là những thông tin chúng tôi cập nhật được trong ngày. Rất cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi và đừng quên khung giờ phát sóng của chúng tôi vào lúc 20 giờ từ thứ 2 đến thứ 6 hàng tuần trên kênh Sơn và TV. Còn bây giờ, Diệu Huyền xin mến chào và hẹn gặp lại vào ngày mai.